Sĩ Lệ Thúy, chúng ta vừa nói đến lề lối hát quan họ, còn về lời ca của những điệu quan họ thì có nhiều người yêu quan họ thì họ cho rằng như thế này, đó là quan họ lời mới được cải biên dựa trên các làn điệu truyền thống, chẳng hạn như là Duyên Quan Họ theo điệu Còn Duyên nè, hay là Lời Thương Ta Ngõ Cùng Nhau theo điệu Mười Nhớ, rất là dễ nghe cũng như là dễ đi vào lòng người. Phải chăng là quan họ mới ngày nay được yêu thích hơn quan họ truyền thống hay không ạ? Cái vấn đề này thì nói bảo là để được yêu thích hơn hay là không hơn thì nó cũng sẽ rất là vô cùng, bởi vì mỗi một người có một cái phong cách thưởng thức âm nhạc dân tộc khác nhau. Thế nhưng mà theo như mình được biết thì là về vị trí địa lý thì vùng Kinh Bắc ấy là cái vùng đất mà phên dậu của Tổ quốc, phía sau là kinh thành Thăng Long, cho nên là họ có một cái tính chiến đấu rất là cao và họ cũng đã hy sinh xương máu của mình trên những cái mảnh đất ấy, cho nên họ thiết tha yêu cuộc sống và thiết tha yêu thương nhau. Thế thì từ trong lịch sử thì từ những khoa thi đầu tiên là từ năm 1075 cho tới khoa thi, tức là đó là thời triều Lý, cho tới khoa thi cuối cùng là vào năm 1919 là triều Nguyễn, thì có 187 đại khoa, tức là đại khoa là thi trạng nguyên đấy, thì người Kinh Bắc là tham gia 145 khoa thi. 145 khoa thi và đã có được là 645 là các sĩ cử đỗ đạt cao và chiếm khoảng độ 1/4 trong cái tỷ lệ đỗ đạt của cả nước mình. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái, và cái lối hát dân gian quan họ nó đã đi vào lòng người và đã hội tụ được tất cả các cái tầng lớp ở trên cái mảnh đất Kinh Bắc đấy, từ bần nông cho tới những cái lớp trí thức như tôi vừa nói vừa rồi. Chính vì vậy cho nên lời ca quan họ cổ ngày xưa nó rất là bác học, rất tinh túy, âm nhạc cũng vậy, rất trữ tình nhưng cũng rất mộc mạc và đầm thắm tình người. Cho nên lời ca quan họ cổ cũng hay lắm, rất tuyệt vời. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng là những cái bài sáng tác mới gần đây dựa theo những cái làn điệu dân ca quan họ là không hay. Ví dụ như là những bài đấy, bài Duyên Quan Họ của nhạc sĩ Dân Huyền rất là hay. Đấy thì giữa cái lời cổ và cái lời mới nó cũng cách nhau không xa lắm. Và cái này thì chắc là anh Quang hiểu rõ cái này đúng không? À, thế anh Quang có thể là hát để cho mọi người nghe một cái hát một cái điệu, một cái câu phổ lời mới, thí dụ như là theo điệu Quần Duyên thì con duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết đi duyên là duyên đi sớm để về chưa mặc lòng. Nhưng mà bây giờ thì một sáng tác mới, đặt lời mới của nhạc sĩ Dân Huyền thì ngày xưa là xưa về với hội lim, áo thế là thế khăn xếp để làm duyên chứ duyên bạn tình, rằng chị hai tôi như trúc ở sinh, sinh là càng sinh trong vành non ba tầm, trong tà áo tứ thần tinh à tình à tinh tình tình tinh à hội hà hư hội. Đấy thì các bạn thấy rằng là nó cũng từ cái nét nhạc như vậy thôi, nhưng mà cái giữa cái lời cổ và cái lời mới nó vẫn có những cái giao thoa, thì mình thấy rằng nó cũng rất là hay, nó rất là tuyệt vời. Thế ví dụ như là trong những cái bài Tình Người Quan Họ của tác giả Nguyễn Đình Môn
thì cũng nói lên rất rõ cái điều này. Và cái bài hát này của anh Môn là cũng đã được rất là nhiều nghệ sĩ ở đoàn quan họ và tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ Trúc Sinh đều thuộc và hát. Đấy thì mình nghĩ rằng là những cái bài lời mới nó cũng rất là hay. Đấy. Yeah. Ừ. Thế thì cái lời cổ và cái lời mới nó khác nhau ở cái chỗ là lời cổ thì nó không có hạn chế về thời gian sáng tác. Có thể là những cái sáng tác này của nhân dân, của các nghệ nhân đã sáng tác từ rất lâu rồi, nhưng mà cũng có thể là mới sáng tác đây nhưng mà vẫn được công nhận là lời cổ thầy ạ. Bởi vì là các nghệ nhân đã dùng những cái lời ca, những cái lời văn của cổ, của các cụ ngày xưa, cho nên họ vẫn được công nhận. Đấy, ví dụ như là bài Ngồi Tựa Mạn Thuyền thì là của nghệ nhân Hai Xôi sáng tác sau năm 1945 nhưng vẫn được công nhận là lời cổ, bởi vì là nghệ nhân Hai Xôi đã dùng toàn bộ những cái lời và âm nhạc của quan họ cổ ngày xưa nên vẫn được công nhận. Nhưng mà cái lời của quan họ cổ ngày xưa ấy, nó khiến cho người nghe nửa thứ như thực, nửa lại như mơ, và họ cảm nhận được cái âm nhạc và họ chìm đắm trong cái tình yêu của người quan họ. Nó bồng bềnh như thế. Còn cái lời mới thì nó thực hơn một chút. Khi nghe các liền anh này chị hát lên thì mình đã cảm nhận được ngay một cái cuộc sống đời thường nó đang diễn ra. Một cuộc sống đời thường đang diễn ra. Và cái lời ca thì táo bạo hơn. Đấy, ví dụ như là trong bài Tình Người Quan Họ của tác giả Nguyễn Đình Môn thì anh có một cái câu rằng là tình người trong yếm điều. Tình người trong yếm điều. Trong yếm điều là một cái trái tim nó đang rực cháy, nó đang khao khát yêu và được yêu. Đấy là một cái cách thể hiện rất là táo bạo trong cái lời ca mới. Thế nhưng trong cái lời ca quan họ cổ nó có cái táo bạo đấy không? Có chứ. Nó có thầy ạ. Nó có. Và thể hiện trong cái bài Cây Trúc Sinh. Đó là câu Trúc Sinh trúc mọc sân chùa, anh tư không yêu em lấy đạo bùa cho phải yêu. Đó cũng là một trái tim rực cháy, một trái tim nồng nàn và một trái tim khao khát yêu và được yêu. Đấy, hai cái đó nó khác nhau nhưng nó vẫn nói lên được, cho dù lời mới hay lời cổ thì nó vẫn nói lên được cái tình yêu và cái tứ thơ của người quan họ rất tế nhị và mộc mạc. Về nhạc đệm, trang phục hay là thành phần tấp hát thì ở quan họ cổ và quan họ ngày nay thì có đặc điểm gì khác hay không ạ? Xin mời nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc ạ. Tôi thấy là mình có một cái đường lối mà Đảng và Nhà nước mình đề ra từ lâu rồi, tức là dân tộc hiện đại. Cho nên rằng trong tất cả mọi loại hình nghệ thuật ấy, thì nó đều đi vào cái sợi chỉ đỏ này. Thì nhưng ở riêng quan họ thì tôi cho là một cái sự làm hết sức mạnh mẽ mà có hiệu quả. Bởi vì nếu mà tôi không nhầm ấy, thì từ những năm 69-70 ấy, là cái đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh được thành lập ấy, là lúc ấy là chủ trương mà thời đó là ta đang đánh Mỹ, đang chống Mỹ, đang chiến tranh, nhưng mà đã khôi phục một cái đoàn dân ca để quan họ rồi nữa là đưa ra biểu diễn, thậm chí đưa ra chiến trường. Có những cái tốp quan họ tôi đã gặp ở trên đường Trường Sơn đi ra chiến trường phục vụ. Cho nên phải nói rằng là cái này là một cái quan điểm gọi là rất là đúng đắn. Mà nhưng mà tôi nói trở lại vấn đề quan họ là không phải chỉ riêng những cái lực lượng biểu diễn, còn rất tất cả những cái lực lượng hỗ trợ nữa, nào là nghiên cứu, nào là sưu tầm, nào là dạy dỗ, rồi nào là tuyên truyền. Thì tôi cho rằng là cái này đến cái mục mà chúng ta sẽ nói về cái vấn đề bảo tồn và phát triển, chúng ta sẽ nói kỹ. Dạ, đó là về thành phần tấp hát, về cách thức thể hiện. Còn về trang phục và nhạc đệm thì như thế nào? Có sự thay đổi nào hay không giữa quan họ cổ và quan họ ngày nay thưa nghệ sĩ Lệ Thúy? Nếu mà nói về phần trang phục thì nó gần như là không có gì thay đổi. Chỉ có một chút xíu thôi, nó cũng không đáng kể. Và mình nghĩ rằng là khán giả cũng như tất cả những các anh chị em hoặc là những liền anh liền chị trên phương Bắc, họ đều chấp nhận được cái việc đấy. Đấy là ngày xưa thì họ mặc cái trang phục là áo nâu non. Thế ngày nay thì có thể là khi mà đưa lên sân khấu thì các nghệ sĩ có cách điệu lên một chút xíu. Ví dụ như là cái yếm đào thì đính một vài cái hạt kim sa. Đấy, và trong cái nón của người quan họ ngày xưa thì người ta gọi là thao chiên bịt bạc. Đấy thì nó có một cái con rồng, con phượng bằng bạc. Và người ta khâu vào cái nón đấy, nó thể hiện được cái sự tao nhã và sang trọng của quan họ. Nhưng ngày nay thì cái đó cũng ít có. Mặc dù vẫn còn một số các liền anh liền chị họ vẫn bảo tồn được cái đó. Nhưng mà phần lớn khi lên sân khấu biểu diễn thì cái phần đó nó ít thôi. Còn về điệu nhạc thì sao ạ? Cách hát hoặc là cách chia câu hoặc là cách nhả chữ thì đó có sự thay đổi nào hay không ạ? Xin mời nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc tiếp ạ. Vừa rồi tôi cũng đã định nói thêm một vấn đề nữa là cái đặc biệt về âm nhạc nhé. Thì như là mở đầu tôi có nói là quan họ thì có một cái đặc điểm là
nhiều khi không cần nhạc cũng vẫn hay, vẫn hát được. Thế nhưng mà ở đây bây giờ mình kế thừa cái truyền thống quan họ đấy, thì đến cái thời đại này là cái lỗ tai nó đa âm rồi. Và cái lỗ tai của người nghe bây giờ là nó muốn bẻ bối. Thế cho nên là cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên. Đời thời nào nó phải đi theo cái thẩm mỹ của thời đó. Thế thì tôi thấy là chính quan họ cái này cũng rất hay. Nhưng mà cái lối hát luồn này, ấy rồi thì là rồi lại chập lại thành là một, giữa hai người mà ngày xưa là một cặp mà, thì là nhưng mà thì cái đó ngày xưa cái truyền thống quan họ cũng đã anh chị lắm rồi đấy, đã siêu đẳng rồi đấy, tức là đã biết cái cách đặt vấn đề, rồi biết cách giải quyết vấn đề, rồi biết cái cách hợp nhất lại, rồi lại biết cách tách ra đấy. Thì tôi thấy đấy cái đó là cái độc đáo quan họ. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, cảm nhận của nghệ sĩ Nhân Dân Đỗ Lộc như thế nào với những tiết mục quan họ qua phần biểu diễn của những nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ Trúc Sinh ạ? Tôi thì lâu lắm rồi mới được ngồi với các đề thanh liền trị. Bản thân tôi có 4 câu hôm nay thì nhân dịp gặp các vị ở đây thì tôi muốn cho Trúc Sinh đẹp mãi và cũng là rạng rỡ mãi với quan họ, thì tôi xin đọc. Nếu mà có hay hay là có dở thì canh các chị cũng nhận thấy ở tấm lòng của tôi nhé. Xin mời. Chung vui đến hẹn lại lên, hội xuân kinh Bắc kết duyên điệu tình, liền anh liền chị Trúc Sinh câu ca quan họ đóa quỳnh tương giao. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Nhân Dân Đỗ Lộc cũng như là xin được cảm ơn những thành viên câu lạc bộ Trúc Sinh đã dành cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều những thông tin thú vị và đặc sắc về quan họ. Xin được cảm ơn các vị rất nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi hy vọng là qua chương trình biểu diễn về quan họ hôm nay cùng với các tiết mục của các thành viên đến từ câu lạc bộ Trúc Sinh, phần biểu diễn quan họ truyền thống, và chúng ta qua đó đã hiểu biết hơn về quan họ, một di sản văn hóa phi vật thể, cũng là một nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam ta cần được bảo tồn và phát triển.